cách để thông lại lỗ khuyên tai bị bít đeo hoa tai là một mẹo hay để tạo nên điểm nhấn hoặc thay đổi diện mạo cho gương mặt nhưng nếu không đeo hoa tai thường xuyên thì các lỗ sò khuyên có thể bắt đầu bít lại một số trường hợp cần đến sự hỗ trợ của chuyên viên nhưng bạn cũng có thể tự sò khuyên tại nhà bằng cách sát trùng xung quanh thao tác chậm rãi và cẩn thận để tránh đau và nhiễm trùng với sự chuẩn bị chú đáo và kiên nhẫn bạn sẽ thành công và lại đeo được hòa tai. Phương pháp 1. Sát trùng xung quanh một Làm mềm da xung quanh giải tai Trước khi thông lại lỗ sỏ khuyên tai, bạn cần làm mềm da bằng cách áp khăn ấm vào giải tai hoặc tắm vòi hoa sen nước ấm. Bước này sẽ giúp quá trình sỏ lại lỗ khuyên một cách dễ dàng hơn. 2. Rửa tay và đeo găng latex rửa tay thật kỹ với nước ấm và xà phòng diệt khuẩn trong vòng 30 giây để loại bỏ mọi bụi bẩn, sạn đất hoặc vi khuẩn, để găng tay latex hoặc găng tay cao su khi đã rửa sạch và lau khô tay. Bước này giúp ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào lỗ khuyên tai. 3. Khử trùng hoa tay bằng cồn tay rửa Cồn isopropyl thường được gọi là cồn tay rửa có bán ở hiệu thuốc hoặc cửa hàng tạp hóa là một chất sát trùng mạnh có thể tiêu diệt hầu hết tất cả các loại vi khuẩn nấm và virus bạn hãy tẩm cồn vào miếng bông gòn hoặc tăm bông và lau sạch đôi bò tai có chui nhỏ bạn sẽ dùng đôi hoa tai này để thông lại lỗ khuyên tai hãy nhớ lau chúng thật sạch và đặt lên bề mặt sạch cho khô nếu bị dị ứng bạn nhớ chọn hoa tai bạc sterling hoặc chất liệu y gây dị ứng để tránh phản ứng dị ứng 4. Sát trùng giái tai Dùng một miếng bông hoặc tầm bông để lau sạch giái tai bằng cồn tẩy dừa. Nhớ lau cả mặt trước và mặt sau của giái tai, nhất là khu vực lỗ sỏ khuyên tai. Phương pháp 2. Thông lại lỗ khuyên bằng tay 1. Sờ phía sau giái tai Bạn có thể sờ thấy một nút nhỏ có lẽ là lỗ sỏ khuyên. Nút nhỏ này tạo thành từ các tế bào da chết và biết lỗ sỏ khuyên trong thời gian chữa lành vết thương nếu lỗ sỏ khuyên có vẻ như đã bị bít hẳn có thể bạn cần phải nhờ thợ sỏ lại khuyên tay. nhớ rằng thời gian lỗ sỏ khuyên liền lại ở mỗi người là khác nhau có người không đeo hoa tai nhiều năm liền mà vẫn có thể thông lại lỗ sỏ khuyên tại nhà nhưng cũng có người bị bít hoàn toàn chỉ sau nhiều tháng hai bôi trơn giải tai thoa sáp dầu kèm vaseline hoặc thuốc mỡ kháng sinh lên giải tai để bôi trơn và giảm ma sát cẩn thận dùng ngón tay xoa chết bôi trơn lên giải tai sức nóng từ tay của bạn sẽ giúp làm mềm da. 3. Kêu giãn lỗ sỏ khuyên tai Dùng các ngón tay cầm hai cạnh dài tay kéo nhẹ ra theo hai hướng ngược chiều nhau để lỗ sỏ khuyên mở ra một chút. Thao tác này giúp bạn để một chút chép bôi trơn vào lỗ sỏ khuyên. Đừng xoa hay kéo dài tay quá mạnh. 4. Bôi chép bôi trơn vào hoa tai khi đã khử trùng Bôi một lớp mỏng sáp dầu hoặc thuốc mỡ kháng sinh vào phần chuôi hoa tai đã khử trùng cố gắng tránh để chất bôi trơn dính vào mặt trước của hoa tai. Nếu không, nó sẽ khó giữ chặt được chiếc hoa tai vì trơn. Nhớ dùng đôi hoa tai có chuối nhỏ mỏng. Hoa tai chuối to có thể không xuyên qua vừa lỗ khuyên đã biết một phần. Nếu cứ cố để mạnh qua lỗ sỏ khuyên, bạn có thể bị đau, chảy máu hoặc để lại sẹo đấy. năm Xuyên hoa tai vào lỗ sỏ khuyên Nhìn vào gương, một tay từ từ xuyên hoa tai qua lỗ sỏ khuyên từ phía trước, cách kia sự dài tai, Ấn nhẹ ngón tay cái ở phía sau lỗ sò khuyên, ngay chỗ có nút tế bào ra chết. 6. Nhúc nhích hoa tai trong lỗ sỏ khuyên Nhẹ nhàng xoay hoa tai trong lỗ sỏ khuyên. Có thể bạn sẽ cần nhúc nhích hoa tai một chút trong lỗ sỏ khuyên vài phút thì mới có thể tìm được góc đúng để sỏ khuyên hoa tai. Dựng ngón cái đằng sau giái tai để bạn có thể sơ vào vị trí đầu chuôi hoa tai. Nếu thấy khó chịu hoặc đau, bạn hãy thử làm tê giái tai bằng viên đá vài phút trước khi sỏ khuyên lại. Nếu vẫn thấy đau hoặc khó chịu trong khi xỏ khuyên tai, bạn sẽ phải tìm sự giúp đỡ của thợ sỏ khuyên rồi đấy. 7. Xoay hoa tai để đâm xuyên qua lỗ sỏ khuyên Khi đã tìm được lỗ sỏ khuyên và đúng góc của nó, bạn có thể từ từ xoay chiếc hoa tai xuyên qua lỗ. Đừng ân quá mạnh vì lỗ khuyên tai vẫn chưa biết hẳn và vẫn có chất bôi trơn. Chuôi hoa tai có thể trượt qua dễ dàng. Nếu không thể xuyên hoa tai qua, bạn hãy ngừng tay và từ từ xoay theo góc khác. 8. Để hoa tai qua Sau khi xoay hoa tai để mở lại lỗ sỏ khuyên, bạn có thể nhẹ nhàng để hoa tai qua. Trước cứ định hoa tai ở sau dài tay, đừng ấn mạnh hoa tai qua lỗ sỏ khuyên để tránh để lại sẹo hoặc nhiễm trùng nhé. 9. Phong trường nhiễm trùng sau khi sỏ hoa tai sau khi sỏ hoa tai qua, hãy rửa lại dài tay bằng nước ấm và xà phòng diệt khuẩn để ngăn ngừa kích ứng hoặc nhiễm trùng. Nhớ đừng chạm tay vào dài tay trong khi trở vết thương lành để đề phòng vi khuẩn xâm nhập vào lỗ sỏ khuyên nhé. Tránh dùng các sản phẩm chăm sóc tóc và mỹ phẩm dạng bột trong nhiều ngày để giữ sạch lỗ sò khuyên. 10. Nhờ chuyên gia giúp đỡ, Việc xỏ lại lỗ khuyên tai mà không chăm sóc đúng có thể dẫn đến chảy máu, nhiễm trùng và tổn thương thần kinh. Nếu bạn bị đau hoặc không xỏ lại được thì đừng cố. Trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên viên ở tiệm xỏ khuyên hoặc ở cửa hàng bán trang sức về cách thông lại lỗ xỏ khuyên một cách an toàn trong môi trường vô trùng nhé. Phương pháp 3. Chăm sóc lỗ xỏ khuyên tai 1. Đeo hoa tai trong nhiều tuần Sau khi thông lại lỗ xỏ khuyên tai, bạn cần đeo đôi hoa tai nhỏ trong ít nhất 6 tuần. Nếu bạn tháo hoa tai ra sớm hơn, lỗ sỏ khuyên có thể bắt đầu liền khít lại. 2. Rửa tay bằng xà phòng và nước Đặt thông lệ vệ sinh mỗi buổi sáng hoặc tối, dùng xà phòng diệt khuẩn để rửa tay, sau đó rửa giải tay bằng nước ấm và xà phòng mỗi ngày một lần. Bước này sẽ giúp giữ sạch và ngăn ngừa nhiễm trùng lỗ sỏ khuyên. Bạn cũng có thể ngăn ngừa sẹo bằng cách rửa bằng cồn mỗi ngày. Sắp cồn vào miếng bông gòn hoặc tầm bông và lau xung quanh lỗ sỏ khuyên tai. 3. Xoay hoa tai hàng ngày Dùng tay sạch giữ nhẹ hoa tai và xoay, làm động tác này mỗi ngày để lỗ sỏ khuyên khỏi bịt lại lần nữa. Lời khuyên, nếu bạn không sỏ từ đằng trước được, hãy thử dùng chuôi của hoa tai xoay từ sau dài tai ra phía trước. Cảnh báo, nếu dài tai đỏ nhiều, sưng hoặc đau, bạn hãy tìm sự chăm sóc y tế. Những thứ bạn sẽ cần đó chính là hoa tai có chuối mỏng, xà phòng diệt khuẩn, tay sạch, găng tay cao su, cồn tẩy rửa, bùng gòn hoặc tăm bông, sáp dầu hoặc kèm vaseline, thuốc mỡ kháng sinh.